Xin chào mọi người nhá. Xin chào cả người. Ok, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo kênh NVD nhé mọi người nhá. Đó thì hôm nay là hai bạn có một cái đồ ăn vặt mới mọi người ạ, ở cổng trường đây này. Đó, mình mua cho hai bạn, mỗi bạn là một cái gậy như ý nhé mọi người nhá. Thực ra ở bên trong này nó là bỏng nhỉ các bạn nhỉ. Đó thì không biết là cái bỏng ở cổng trường này ăn nó có được giòn không, với cả là nó có ngon không nhá mọi người nhá. Thì mình cũng mua thử về hai cái để các bạn ăn để xem ngon nhá. Ngon lắm. Ăn trường mà biết ngon. Đây là đồ ăn vặt ở cổng trường. Thế anh biết mua một cái này bao tiền không? Chắc cái này phải 5.000 một cái. 5.000 một cái mọi người ạ. Đó, rồi mình sẽ thử bóc ra nhá, Thanh sẽ bóc nhá. Tiền bóc. Rồi ok, cho Thảo bóc. Chắc con nghĩ cái này 1.000 một cái. Đây là 1.000 một cái mọi người ạ. Rồi mình sẽ thử bóc ra xem ăn xem có ngon không nhá. Đấy, bóc hai cái luôn. Đây, mình sẽ bóc này mọi người nè. Đó, có cái chỗ xé. Không, bóc ra. Đây, nó rất chi là dài luôn này mọi người. Đó, nhìn thấy không? Đây là bỏng nhá, cái cây bỏng nhá mọi người nhá. Đó thì không biết là ăn có ngon không mà cũng không biết là được bao nhiêu cái sợi này nhá. Đây mình đếm nào, đôi, bốn, sáu, bảy cái nhá mọi người nhá. Đã bóc ra rồi, bạn Thanh đã bóc vào, đấy bạn Thảo gặp. Thảo gặp vào que luôn. Mà mọi người nhá, mình sẽ ăn thử nhá. Ngon vào que, ngon. Không, không nhờ là que, cái này que, que bên trong là có con. Nó ngon mọi người. Que bên trong là ở đây nó sẽ quẩn quanh, ở bên trong có một cái que to này, Thanh nhỉ? Đúng không? Ừ. Cái thanh ở bên trong nó sẽ to hơn đấy mọi người nhé. Mà sẽ nếu mà mình muốn lấy cả cái thanh bên trong ra thì mình phải bóc từng cái que bên ngoài này. Rất ngon mọi người ạ. Ăn nó giòn giòn nhé. Nó không ngọt quá mà nó giòn đấy mọi người nhé. Giòn mà hơi dính răng. Ngon không? Ngon. Phải gọi là quả ai? Con. Ok mọi người ạ. Ăn cái này là mình cảm thấy nó rất chi là ngon mà nó kiểu như nó có cái vị bùi bùi đấy mọi người. Nhìn con nhỉ? Bạn Thảo. Bạn Thảo có mà ăn một mình trong là lại còn ăn sang cả cái này nữa. Con hết này. Con nào cũng con hết. Và Thảo là Thảo ăn nhờ bố mới Thanh nhỉ? Không. Mọi người nếu mà mua đồ vặt cho con thì mình nghĩ ăn cái này nó cũng ngon mọi người ạ. Mà đảm bảo nữa. À, đây là bỏng, nó gọi là bỏng như ý. Bỏng kiểu như là bỏng gậy như ý đấy mọi người. Gậy của tôm không ấy. Đây đây, bỏng ăn này nè. Ngon không? Ngon. Ngon được không? Đây là mấy chồng đây. Đây, cái này phải kiểu như là một phát là gặm cả này, ăn nó mới đẩy mồm, nó mới ngon. Ăn hai đầu vợ nhỉ. Nè, ăn nè, ăn thử nó được nhiều nè. Ok mọi người nhá. Vẫn còn nữa à? Còn nhiều đấy à? Nhiều nữa. Rồi như là cất đi để chúng ta ăn nữa chứ. Đây mọi người này. Đó còn rất là nhiều nhá. À, đó thì để cất đi để cho các bạn ăn sáng. Đây là bỏng để ăn sáng đấy chứ mà là để ăn hết buổi tối nay luôn nhá. Đây thả hai cái. Thả hai cái luôn, thả được hai cái lúa, thả được hai cái lúa. Còn một cái đây. Đây nào, mình chưa đúng một cái rồi vậy. Ok thì cái sản phẩm này ăn thì mình cảm thấy là nó rất chi là ok nhá. Hai cái còn gì? Đây của con đây. Đây đấy. Đây 1 2 3 4. Ông à. Ok mọi người nhá. Thì mọi người xem được cái video của mình thì cho mình một like và một lượt đăng ký nhá. Và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực ra những cái video tiếp theo nhá. Đó các bạn bây giờ đang tranh giành nhau bảo rồi đó. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào.